Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 3 trang 11. Trong các chữ cái sau, chữ cái nào là hình có trục đối xứng W V I E T N A M O? Rồi, bây giờ ta cùng xét xem hình nào có trục đối xứng nào. Thì ta cùng xem lại định nghĩa. Đường thẳng D được gọi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua D biến H thành chính nó. Rồi. Đầu tiên này, ta thấy xét chữ V kép nhá. Có trục đối xứng là đây đúng không nhỉ? Biến điểm này thành điểm này vẫn thuộc hình H. V kép là hình có là chữ cái có trục đối xứng này. Tương tự ta sẽ có chữ V đúng không? Chữ V, chữ Y là đương nhiên rồi, đúng không? Chữ E, đây trục đối xứng ở chữ E đây. Chữ E. Chữ T, trục đối xứng chữ T đây. Chữ N có trục đối xứng không nhỉ? Không đúng không? Không phải là đây, cũng không phải là đây. Và cũng không phải là đường này đâu nhá. Nhiều bạn hay nhầm. Nếu đường này là trục đối xứng thì cái điểm ở đây đối xứng sẽ lên đây cơ. Và cái đường thẳng này, cái đường này nó sẽ biến thành đường này cơ. Được chưa? Vì vậy chữ N không có trục đối xứng. Chữ A có trục đối xứng đây đúng không? A có trục đối xứng. Chữ M có trục đối xứng. Chữ ô có trục đối xứng đây. Đây. Ô có trục đối xứng. Đúng nhỉ?